anh chị ấn vào đây nè, anh chị giữ 3 giây giúp em ha, anh chị buông ra rồi là cái màn hình của anh chị nó sẽ reset lại đó. Khi mà sử dụng một thời gian nó sẽ xảy ra một số tình trạng như bị đơ nè, khi mà anh chị về số lùi thì nó sẽ không hiển thị cam lùi này kia đó, đó thì anh chị sẽ reset lại giúp em. Và Welcome to my channel. Review car Gion Car TV. Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Giang Car TV. Và trong video ngày hôm nay thì Giang sẽ hướng dẫn anh chị về cách sử dụng của cái dàn màn hình AVN ha, trên chiếc Hyundai Accent. Và hiện tại Giang đang ngồi trên chiếc Hyundai Accent phiên bản cao cấp. Ở phiên bản cao cấp thì nó sẽ có một số cái khác với những cái phiên bản còn lại. Ví dụ giống như là về cái phần điều hòa, như anh chị thấy ha, thì xe sẽ được trang bị là hệ thống điều hòa tự động. Và những cái về hệ thống điều hòa thì Giang sẽ làm trong cái video sau. Và trong video ngày hôm nay thì Giang sẽ tập trung về hướng dẫn anh chị cách sử dụng cái màn hình AVN trên chiếc Hyundai Accent này. Thì đối với cái màn hình AVN trên Accent năm nay thì anh chị có thể thấy nó sử dụng những cái RAM và cũng như là cái màn hình có độ nhạy khá là cao và rất là tốt. Và năm nay nó sẽ có một số thay đổi, ví dụ giống như anh chị có thấy là ở trên cái tuyến đường nó sẽ có hình những cái camera và cái cảnh báo, đây là những cái camera phạt nguội anh chị. Năm nay nó sẽ hiển thị rất là đầy đủ về cái camera phạt nguội, bên cạnh đó là sẽ về những cái tuyến đường nó sẽ cập nhật nhiều cái thông tin hơn. Đó, nếu mà anh chị sử dụng hay đổ xăng ở những cái xăng Petrolimex á thì đây anh chị có thấy những cái logo của Petrolimex nó sẽ hiển thị cụ thể luôn. Rồi về cái phần tìm kiếm ha, về phần tìm kiếm thì ở trong khi mà anh chị vào cái mục tìm kiếm nè ha, em thoát ra ngoài cho chị dễ xem. Rồi đầu tiên mình vào cái ô tìm kiếm nè, thì trên ô tìm kiếm nó sẽ gợi ý cho anh chị về một số thông tin, ví dụ giống như là về các đại lý Hyundai ha. Cái đầu tiên cái logo Hyundai là các đại lý Hyundai, tiếp theo là cây xăng đó, những chỗ đổ xe nè, quán ăn, siêu thị đó, những bến xe, ngân hàng ha, nhà hàng, khách sạn ha, và trạm y tế đầy đủ đó. Và khi mà anh chị chọn vào, ví dụ giống như anh chị đang cần đi bảo dưỡng, ghé đến showroom BS để bảo dưỡng, thì anh chị cần bấm vào cái hình showroom ha, hình logo Hyundai rồi, và anh chị kéo lên ha, thì nó sẽ định vị những cái đại lý gần anh chị nhất ha. Đây nó sẽ có định vị, và cái màn hình này sử dụng cái định vị sẽ là định vị GPS ha. Giang sẽ giải thích thêm về định vị GPS là sao. Định vị GPS có nghĩa là sử dụng về công nghệ định vị là vệ tinh và rất là chính xác nha anh chị. Đối với những anh chị nào sử dụng những chiếc xe có cái màn hình sử dụng màn hình Android mà 3G 4G đó anh chị, thì đi vào những cái khu vực 3G 4G yếu thì anh chị sẽ rất là khó trong vấn đề là định vị chiếc xe. Còn đối với cái bản đồ AVN này thì anh chị sẽ định vị một cách rất là dễ dàng nha. Nó sẽ định vị rất là chính xác luôn ha. Và nó vừa dễ dàng mà vừa chính xác cho anh chị. Và đặc biệt là cái hệ thống định vị GPS này là nhà máy sẽ cho anh chị sử dụng miễn phí. Sử dụng miễn phí, anh chị không cần trả phí nha. Đó một cái điểm hay của các dòng xe Hyundai hiện tại. Rồi về khi mà tìm kiếm về cái những tìm kiếm khác, ví dụ giống như là về cây xăng nha anh chị ha. Về anh chị chọn cây xăng đây, những cây xăng nào của hệ thống Petrolimex ha, thì nó sẽ hiển thị logo ở đây, và những cây xăng nào của Petrolimex thì sẽ hiển thị ở đây ha. Nó rất vì những cái phần về cái cây xăng thì năm nay thì nó hiển thị rất là cụ thể anh chị ha, từ cây xăng nào đó, tên gì ha, nó rất là cụ thể. Và cái danh sách này đã liên kết đây, những cây xăng thuộc Total nè nó sẽ có logo riêng luôn đó, rất là hay nha anh chị. Anh chị đi đến nơi đó hoặc là mình không biết là chủ ATM hoặc ngân hàng ha, ở đây nó sẽ chia ra ha, anh chị cần rút ATM ha, thì anh chị sẽ thấy được những cái chủ ATM gần mình nhất có thể đó. Anh chị sẽ đi đến đây ha, vị trí cũng như là cái khoảng cách nó sẽ ghi ở phía trước, rất là cụ thể nha anh chị. Và cái giao diện này rất là dễ sử dụng, và 100% là đều là tiếng Việt hết, nó sẽ không có tiếng Anh ở trong đây, nên anh chị sẽ sử dụng rất là dễ dàng đối với cái màn hình AVN này. Và trong quá trình anh chị sử dụng thì nó sẽ khó xảy ra một số cái hiện tượng, ví dụ giống như là giật lag. Thì đối với cái màn hình này nó cũng tương tự như là những cái iPad hay là những cái chiếc điện thoại của anh chị thôi, nên khi mà sử dụng lâu ngày thì bộ nhớ đệm nó sẽ đầy và nó sẽ tràn bộ nhớ đệm nha anh chị. Đó, thì khi đó thì anh chị sẽ cần reset cái màn hình này. Thì đối với cái phiên bản cao cấp này thì anh chị sẽ có cái phần reset ở đây ha, ngay cái chỗ mà tay Giang đang chỉ vào nè, nó sẽ có một cái phím ha. Anh chị sử dụng cái que chọc sim ha, những cái que ghim hoặc là những cái tâm cũng được nha anh chị, hay tâm hoặc là những cái gì mà hơi nhỏ xíu, cái đầu hơi nhỏ đó, anh chị ấn vào đây nè, anh chị giữ 3 giây giúp em ha, anh chị buông ra rồi là cái màn hình của anh chị nó sẽ reset lại đó. Khi mà sử dụng một thời gian nó sẽ xảy ra một số tình trạng như bị đơ nè, khi mà anh chị về số lùi thì nó sẽ không hiển thị cam lùi này kia đó, đó thì anh chị sẽ reset lại giúp em.
và khi reset rồi thì anh chị sẽ sử dụng một cách dễ dàng ha. Nó sẽ trở về ban đầu và nó sẽ xóa đi cái bộ nhớ đệm, anh chị sẽ sử dụng rất là nhanh ha. Rồi tiếp theo đó là về Giang sẽ chia sẻ thêm về hệ thống cập nhật bản đồ. Thì bản đồ trên của nhà Honda, bản đồ của màn hình AVN đó thì tầm khoảng là đâu đó là khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thì bên em sẽ cập nhật một lần. Và khi mà cập nhật, anh chị chỉ cần đưa xe đến các đại lý spares trên toàn quốc và những bạn cố vấn dịch vụ ha, sẽ hỗ trợ anh chị về cập nhật bản đồ hoàn toàn miễn phí nha anh chị, hoàn toàn miễn phí, sẽ không tính phí như một số hãng xe ở Việt Nam ha. Honda là sẽ cập nhật miễn phí và sử dụng cái bản đồ miễn phí cho anh chị luôn đó, một điều này rất là hay ha. Thì video này thì Giang cũng đã giới thiệu chi tiết về cái màn hình AVN, về cái công nghệ, về cách sử dụng, bên cạnh đó là cái reset khi gặp những tình huống là nó bị giật lắc và nó bị đơ ha. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh chị trong vấn đề là sử dụng cái chiếc Accent này hiệu quả hơn cũng như là thuận tiện hơn trong quá trình mình sử dụng. Nếu anh chị thấy video hay thì bấm like, share cũng như là đăng ký cho kênh YouTube để Giang có thêm động lực để làm các video tiếp theo. Và trong cái video sắp tới thì Giang sẽ hướng dẫn anh chị về những cái về màn hình cài đặt, về cái màn hình phía trước, màn hình thông tin của xe ha. Bên cạnh đó là Giang sẽ hướng dẫn anh chị về cách sử dụng về hệ thống sạc không dây cũng như hệ thống làm mát của xe. Cảm ơn quý anh chị đã xem video này. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.